The Witcher Tác giả Andre Sarkozy Quyển lễ rửa tội bằng lửa tập 4 Ma cà rồng, hay còn gọi là Upi, một xác chết được hồi sinh bởi hỗn mang. Sau khi đã mất cuộc đời đầu tiên, cuộc đời thứ hai của chúng buộc phải sống trong bóng tối. Chúng ra khỏi hầm mộ khi trăng lên, tấn công khi người ta vẫn say ngủ, đặc biệt là phụ nữ trẻ mà không đánh thức họ dậy, hút lấy máu trong người họ. Physiolo người dân làng đã ăn thật nhiều tỏi và để chắc chắn hơn quàng theo nhiều vòng tỏi quanh của họ một số đặc biệt là phụ nữ rắc tỏi ở khắp mọi nơi cả ngôi làng nồng nặc mùi tỏi và những người dân tin chắc rằng họ đã an toàn ma cà rồng không thể làm gì họ và họ đã ngạc nhiên biết bao khi con ma cà rồng tới vào buổi đêm hắn không những sợ mà còn cười lớn răng nghiến trèo trẹo thật là tốt hắn nói là các ngươi đã tự nêm nếm gia vị cho chính mình, ta thích ăn thịt như vậy hơn. Cũng nên cho thêm ít muối cùng hạt tiêu vào nữa, và chớ quên mù tạt. Sylvester Bugiado, Liber hay tuyển tập những chuyện kỳ quái nhưng xác thực vẫn chưa được khoa học chứng minh. Ánh trăng sáng ngời. Ma cà rồng bay. Vạt áo phần phật, phần phật trong gió. Hỡi trinh nữ, người không sợ sao. Dân ca. N những con chim, như thường lệ, chào đón bình minh bằng cách phá tan sự tĩnh lặng xám xịt, mù sương của buổi sáng bằng một tràng pháo những tiếng hót đủ thể loại. Như thường lệ, những người đầu tiên chuẩn bị khởi hành là đám phụ nữ và trẻ con đến từ Keno. Cũng nhanh nhẹn và phấn khởi không kém là vị bác sĩ Emil Ritt, với một cây gậy chống trong tay và túi vải khoác trên vai. Phần còn lại của đoàn lữ hành, những người đã tận hưởng buổi tối hôm trước bằng món chân tất tuyệt vời, thì không thể tỉnh táo như vậy được cái lạnh buổi sáng đánh thức và tiếp năng lượng cho những kẻ tiệc tùng nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng gây ra bởi món rượu nhân sâm gơ rang tỉnh dậy trong góc nhà với đầu gối lên đùi Miva. va Tan và Dandelion nằm giữa một đống rễ cây ngáy to đến mức làm sao động những nồi thảo mộc treo trên tường toxivan si thì được tìm thấy ở sau láng cuộn tròn dưới gốc một thân cây nhỏ phủ đầy dâu dại nằm trên tấm thảm rơm mà trip dùng để chùi chân cả năm người đều thể hiện những triệu chứng rõ ràng, tuy khác nhau, của sự mệt mỏi, cũng như ham muốn mãnh liệt được thỏa mãn cơn khát ở dòng suối. Tuy nhiên, khi làng sương đã tan đi và quả cầu mặt trời đỏ chói đã treo trên những ngọn thông và dịp tùng của phen can, đoàn lữ hành đã bắt đầu lên đường, di chuyển nhanh chóng giữa những ngôi mộ. tiếp dẫn đầu, theo sau ông là Percival và Dandelion, đang nghêu ngao một bài ca về ba chị em gái và một con sói sắt. Tiếp đến là Dôn Tan Chi Vây, đang cầm dây cương dắt theo con ngựa màu hạt dẻ. Người lùng đã tìm thấy trong láng của nhà hóa học một mẫu gỗ tro và đặt nó dưới chân đài tưởng niệm, cầu chúc những người eo đã chết được yên giấc ngàn thu. Về phần mình, miên soái Duda, đang đậu trên vai ông, thỉnh thoảng lại quan quát, nhưng những câu chửi rủa của nó có vẻ mệt mỏi và kém thuyết phục sau đó. Người kháng cự yếu ớt nhất món rượu nhân sâm chính là Miva. Nữ cung thủ bước đi khó khăn, người đầm đìa mồ hôi, nhợt nhạt và cáo bẳn như một con ong điên tiết. Cô không phản ứng lại với đứa bé gái liến thoáng đang ngồi trên yên ngựa của mình. Gơ ra nghĩ tốt nhất là không nên gợi chuyện, bởi vì tâm trạng anh cũng đang chẳng tốt lành gì. Làng sương và bài ca ầm ĩ về con sói sắt đã giấu đi sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm nông dân. Trong khi đó, những người nông dân đã nghe thấy từ rất xa đoàn lữ hành đang đi tới và kiên nhẫn chờ đợi, đứng bất động giữa những bia mộ trồi lên từ đất. Những tấm áo xám giúp họ ngụy trang một cách hoàn hảo. Dôn tan suýt chút nữa thì gõ trúng một người bằng cây gậy vì tưởng rằng đó là một bia mộ. Ôi da, ông kêu lên. Xin lỗi nhé, hàng xóm. Tôi không thấy ông ở đó. Buổi sáng tốt lành. Xin chào. Một dàn đồng ca từ 10 người nông dân u ám lầm bầm đáp lại. Những người nông dân đang cầm sẻn, quất và cọc gỗ trên tay. Tôi nói, "Buổi sáng tốt lành." Người lùng nhắc lại. "Tôi đoán mọi người tới từ khu trại chúng ta." "Đúng chứ?" Thay vì trả lời, một người chỉ vào con ngựa của Miva. "Ngựa đen," ông ta lầm bầm. "Mọi người thấy không?" "Ngựa đen," một người khác lên tiếng, liếm môi. "Nó sẽ rất có ích cho chúng ta." "Hả?" Dân ta nhìn thấy những ánh mắt và cử chỉ. "Một con ngựa đen thì sao?" nó là một con ngựa chứ có phải hô cao cổ đâu, có gì mà ngạc nhiên. Các ông đang làm gì ở đây thế hả, hàng xóm, trong cái nghĩa địa này? Còn ông, người nông dân ném một ánh mắt ghê tởm về phía đoàn lữ hành. Ông đang làm gì ở đâu? Chúng tôi đã mua khu đất này. Người lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta và gõ gậy lên một tảng đá. Tôi đang đo diện tích bằng bước chân, để chắc là chúng tôi đã không bị lừa còn chúng tôi ở đây để săn ma cà rồng cái gì ma cà rồng người cao tuổi nhất trong đám nông dân nhắc lại gãi gãi vầng trán bên dưới một cái mũ bẩn thỉu rách rưới nó có hang động ở đâu đó quanh đây con quỷ đấy chúng tôi có cọc bằng gỗ tro mà sẽ dùng để đâm xuyên tim nó để nó không sống lại được nữa tôi có nước thánh đã được ban phước bởi một linh mục một người khác kêu lên phấn khích lắc lắc cái lọ cầm trên tay. Nó sẽ tiêu diệt cái thứ hút máu đó vĩnh viễn. Ha ha! Dung tan mỉm cười. Đi sang kia đó, và chuẩn bị rất kỹ càng nữa. Các ông nói ma cà rồng sao? Chà, các ông may đấy, chúng tôi có một chuyên gia trong đoàn, về gung và. Người lùng dừng giữa câu, vì Uyết Chơ đã đá một cú thật mạnh vào chân ông ta. Ai đã trông thấy con ma cà rồng? Gơ rang hỏi, liếc nhìn những người đồng hành nghiêm nghị ra lệnh cho họ im lặng làm sao các ông biết là có thể tìm thấy nó ở đây những người nông dân xôn xao thì thầm chưa ai từng nhìn thấy nó cuối cùng người đàn ông đội chiếc mũ rách rưới thú nhận hay nghe thấy nó làm sao chúng tôi thấy được khi nó bay trong đêm làm sao chúng tôi nghe được khi đôi cánh rơi của nó không phát ra tiếng động chúng tôi chưa từng nhìn thấy con ma cà rồng một người khác lên tiếng nhưng chúng tôi đã thấy dấu vết công việc của nó. Hai đêm trăng tròn trước, con ma cà rồng đã giết hai người. Một phụ nữ và một đứa bé trai. Thật khủng khiếp. Hai kẻ xấu số bị xé xác và máu trong người họ bị uống sạch. Vậy chẳng lẽ chúng tôi cứ ngồi đây đợi đến đêm thứ ba? Ai nói thủ phạm là con ma cà rồng mà không phải một loài giả thú hay quái vật nào khác? Ai đã có ý tưởng lục soát khu nghĩa địa? Vị linh mục của chúng tôi ông ấy là một người thông thái và sùng đạo cảm tạ các thần linh đã đưa ông ấy tới trại của chúng tôi ông ấy nhận ra ngay tức khắc thủ phạm là một con ma cà rồng nó chính là sự trừng phạt giáng xuống đầu chúng tôi vì đã bỏ bê cúng tế và làm từ thiện cho đền thờ giờ ông ấy đang cầu nguyện ở trại và sai chúng tôi đi tìm nơi con quái vật say ngủ vào ban ngày và tại sao lại ở đây thế đi tìm mộ của ma cà rồng thì không ở nghĩa địa chứ ở chỗ nào nữa và sau cùng thì đây là một nghĩa trang của người elves mọi đứa trẻ đều biết elves là một giống loài ác độc và vô thần và cứ mỗi hai người thì một kẻ sẽ bị kết án phải chết lần nữa tất cả ác quỷ này đều là do lũ elves hết và vị linh mục dôn tan gật đầu nghiêm trọng phải mỗi đứa trẻ đều biết cái trại của các ông cách đây bao xa à không xa lắm đừng nói địa điểm cho họ cha à một thanh niên tóc bù xù la lên người mà nãy giờ tỏ vẻ khó chịu có quỷ dữ mới biết họ là ai họ có thể là một băng nhóm nào đó hãy bảo họ giao nộp con ngựa ra đây rồi biến đi đâu thì tùy con nói đúng ông nông dân lên tiếng chúng ta phải làm nốt công việc vì thời gian sắp hết rồi đưa con ngựa cho chúng tôi con màu đen đó chúng tôi cần nó để tìm con ma cà rồng bế đứa trẻ xuống khỏi yên ngựa đi người phụ nữ kia. Miva, người mà trong suốt cuộc nói chuyện đã lơ đãng ngắm nhìn những đám mây, từ từ nhìn xuống người nông dân, nét mặt cô đanh lại nguy hiểm. Ông đang nói với tôi à, con lợn kia. Đương nhiên là cô rồi. Giao con ngựa đen ra đây, chúng tôi cần nó. Miva lau đi cái cổ nhễ nhại mồ hôi và nghiến răng. Ánh nhìn trong đôi mắt mệt mỏi của cô trở thành giống một con sói. Các ông định đi đâu vậy, ông bạn? quyết chơ mỉm cười cố làm dịu tình hình sao các ông lại cần con ngựa mà các ông đã hỏi xin rất lịch sự và làm cách nào để tìm ra mộ của con ma cà rồng được nữa chứ ai chả biết là nếu ta đi loanh quanh trong nghĩa trang trên lưng một con ngựa đen khi nào nó dừng lại trước một ngôi mộ và không chịu đi tiếp thì đó chính là hang ổ của con ma cà rồng sau đó chúng ta phải đào nó lên và cắm cọc xuyên qua tim nó chúng tôi phải có con ngựa đen các ông không dùng ngựa màu khác được sao? Dandelion điều đình, đưa dây cương con Pegasus ra cho người nông dân. Chúng tôi không thể. Vậy thì các người không may rồi, Miva nói qua hàm răng nghiến chặt, bởi vì tôi sẽ không giao nộp con ngựa của mình. Sao cô lại không đưa? Cô không nghe những gì tôi đã nói sao, đồ đàn bà kia? Chúng tôi phải. Các người phải. Nhưng đó không phải vấn đề của tôi. Có một giải pháp đây tiếp khẽ cất lời. Như tôi hiểu, thì cô Miva không muốn giao con ngựa của mình vào tay người khác. Ông có thể chắc chắn về điều đó. Nữ cung thủ nói, khạc một bãi xuống đất. Nghĩ đến thôi là tôi đã rùng mình rồi. Vậy nên để cả sói và cừu đều thỏa mãn và vui vẻ, người bác sĩ tiếp tục, tôi đề nghị cô Miva sẽ ngồi trên con ngựa và đi quanh nghĩa trang. Tôi sẽ không đi quanh cái nghĩa trang này như một thằng đần. Chẳng ai khiến cô cả con đàn bà kia người nông dân tóc bù xù kêu lên chúng ta cứ nên lấy con ngựa thôi phụ nữ thì phải ở trong bếp với nồi niêu xong chảo mặc dù một đứa con gái có thể hữu dụng sau khi chúng ta dụ được con quái vật ra vì nước mắt của trinh nữ khi chạm vào da thịt ma cà rồng sẽ cháy như sắt nung nhưng đứa con gái phải sạch sẽ và chưa bị người đàn ông nào chạm vào bao giờ tôi không thấy được cô có lợi ích gì cả Mi va bước một bước lên trước và tung một cú đấm bằng tay phải nhanh như cắt. Có một tiếng bốt, cái đầu của hắn ta bay ra sau và cái cổ và cầm đầy râu trở thành mục tiêu dễ dàng. Nữ cung thủ tiến thêm một bước nữa và đánh vào cổ hắn, xoay hông và vai để tạo thêm lực cho cú đấm. Gã thanh niên ngã ra sau, vấp phải chính chân mình và đổ xuống với một tiếng rắc thật to, đập đầu vào một tảng đá. Giờ thì Mi có thể thấy ta có ích gì. Nữ cung thủ nói giọng cô run rẩy vì phẫn nộ xoa xoa nắm tay giờ thì ai là đàn ông ai phải ở trong bếp không gì tuyệt hơn là một trận ẩu đả kẻ nào vẫn đứng thì là đàn ông còn kẻ nào nằm dưới đất thì là thằng đàn bà ta nói có đúng không những người nông dân rối rít đồng tình nhìn chằm chằm vào mi va với mồm há hốc người nông dân đội chiếc mũ rách rưới quỳ xuống bên cạnh gã thanh niên và vỗ vào má anh ta mà không có phản hồi Chết rồi, ông ta kêu, ngước lên. Nó chết rồi. Cô đã làm gì hả, người phụ nữ kia? Cô giết nó chẳng vì cái gì sao? Tôi không cố ý, Miva thì thầm, buông thõng tay và tái nhật đi. Và rồi cô làm điều mà không ai, không một ai ngờ được. Cô quay đi, cúi gập người xuống, tựa tráng lên một tảng đá và nôn thốc nôn tháo. Cậu ta bị làm sao thế? Một cơn chấn thương nhẹ. Tuyết trả lời, đứng lên và buộc cái túi lại. Sợ cậu ta dày lắm. Cậu ta đã tỉnh rồi, và vẫn còn nhớ được tên mình cũng như chuyện gì vừa xảy ra. Đây là dấu hiệu tốt. Cơn bộc phát nhất thời của tiểu thư Miva, rất may là, đã không để lại hậu quả gì. Quyết chơi nhìn nữ cung thủ, đang ngồi trên một tảng đá cạnh họ, mắt giỏi về phía xa. Cô ấy không phải là người nhạy cảm với những chuyện như thế, anh lầm bầm. Tôi nghĩ rằng đó là do dư vị của đám cà dược ngày hôm qua còn sót lại. Cô ấy đã nôn một lần rồi. Dôn tan chen vào. Ngày hôm kia, lúc bình minh. Khi mọi người vẫn đang ngủ. Tôi đã nghĩ đó là do những quả nấm chúng ta lấy ở tơ lúc. Tôi cũng đã bị đau bụng mất hai ngày. Rít bắn về phía út chơ một ánh mắt khó hiểu từ bên dưới hàng lông mày xám, cười bí hiểm và cuốn mình trong tấm áo tràn đen. Gơ rang lại gần Miva và hắn giọng. Cô thấy thế nào rồi? Khổ sở. Gã kia sao rồi? Cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ta đã tỉnh rồi. Tuy nhiên, Trip vẫn cấm cậu ta không được đứng dậy. Những người nông dân đang làm một cái cán, chúng ta sẽ đưa cậu ta về trại trên hai con ngựa. Hãy lấy con của tôi. Chúng ta sẽ dùng Pegasus và con ngựa màu hạt dẻ. Chúng hiền lành hơn đi nào, đến lúc xuất phát rồi. Đoàn lữ hành được bổ sung giờ nhìn giống một đám tang, và di chuyển với tốc độ hệt như vậy. Anh nghĩ sao về con ma cà rồng của họ? Dôn tan chi vây hỏi biết chơ. Anh có tin câu chuyện đó không? Tôi vẫn chưa nhìn thấy nạn nhân. Tôi không thể nói trước được gì. Rõ ràng là nhảm nhí, Dandelion nói với vẻ chắc nịch. Đám nông dân bảo là nạn nhân đã bị xé xác. Ma cà rồng đâu có làm thế, chúng cắn vào động mạch và hút máu, để lại hai dấu răng. Nạn nhân thường sống sót. Tôi đã đọc được trong một quyển sách. Nó còn có hình vẽ mô tả ma cà rồng cắn cổ trinh nữ. Anh nghĩ sao, gơ rang? Tôi biết nói gì đây. Tôi chưa nhìn thấy những hình vẽ đó. Và tôi cũng không biết nhiều lắm về trinh nữ. Đừng mỉa mai. Anh đã trông thấy không chỉ một lần vết cắn của ma cà rồng rồi anh đã bao giờ gặp con nào mà xé xác nạn nhân ra chưa? Không. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Và sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng ta đang đối phó với một ma cà rồng cấp cao, Emil Rip tham gia vào cuộc bàn luận. Từ những gì tôi biết, nạn nhân của An, Katakan, Mula, Beruka, Nosferta không bị thương nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, Fleck và Ekima có thể khá tàn bạo. Rất giỏi, gơ ra nhìn người bác sĩ với vẻ ngưỡng mộ. Ông không bỏ lỡ bất kỳ giống ma cà rồng nào. Và cũng không hề nhắc đến những loài trong truyền thuyết, mà chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Quả thật, một vốn kiến thức rất ấn tượng. Vậy nên chắc ông cũng biết Fled và Ekima không sinh sống trong vùng khí hậu này chứ. Thật tốt, Dương Tan nói, vung vẫy cây gậy. Nhưng thứ gì sinh sống trong vùng khí hậu này có thể xé xác một người phụ nữ và một thằng bé họ bị sát hại trong cơn tức giận sao danh sách những sinh vật có khả năng làm điều này là khá dài đó có thể nói ví dụ là một đàn chó dại một vấn nạn rất phổ thông trong thời kỳ chiến tranh ông không thể tưởng tượng nổi những con chó này có thể làm gì đâu một nửa số nạn nhân bị cho là sát hại dưới tay quái vật thực ra chỉ là do một đàn cẩu hoang vậy thì loại trừ bọn quái vật ra sao dĩ nhiên là không rồi đó vẫn có thể là một con Siga, Gravi, Gung, Happy. Nhưng không phải một con ma cà rồng. Chắc là không. Đám nông dân có nói về một vị Linh Mục, Percival nhắc họ. Linh Mục có biết nhiều về ma cà rồng không? Có vài người sở hữu kiến thức sâu rộng về nhiều vấn đề, đa phần thì ý kiến của họ là rất đáng lắng nghe. Đáng tiếc là không phải tất cả. Đặc biệt là những kẻ lang thang trong rừng với dân tị nạn, người lùn khục thịt chắc đó chỉ là một gã cuồng tín nào đó thôi ông ta đã cử đoàn thám hiểm này vào nghĩa địa của ông rick khi đi nhổ nhân sâm vào đêm trăng tròn ông đã bao giờ trông thấy một con ma cà rồng chưa thậm chí một con nhỏ thôi không chưa bao giờ vị bác sĩ cười mỉm và cũng chẳng ngạc nhiên lắm con ma cà rồng như mọi người đã nghe bay trong đêm trên đôi cánh dơi mà không gây tiếng động khó để phát hiện ra nó và càng khó hơn khi nó chưa bao giờ có thực gơ rang xác nhận hồi còn trẻ tôi cũng đã nhiều lần phí thời gian đuổi theo những ảo ảnh và mê tín mà cả một ngôi làng đã kể cho tôi nghe bao gồm cả trưởng làng tôi đã từng ở hai tháng trong một lâu đài bị ma cà rồng đe dọa chẳng có con ma cà rồng nào cả nhưng có tay đầu bếp nấu rất ngon không nghi ngờ gì là có những vụ như thế tuy nhiên nếu tin đồn về ma cà rồng là có thật trích nói mà không nhìn biết thì tôi nghĩ là thời gian và công sức bỏ ra đã không phí hoài. Con quái vật sẽ chết dưới lưỡi kiếm của anh. Đôi lúc, đằng nào thì, dôn tan nói, đám nông dân đã gặp may. Tôi sẽ đợi muôn Brick và các chàng trai ở khu trại. Được nghỉ ngơi cũng chẳng có hại gì. Và bất kể thứ gì đã giết người phụ nữ và thằng bé đó thì cũng coi chừng, bởi vì sẽ có một biết Và sẵn nói tới, gơ rang miếng môi. Tôi yêu cầu ông không chạy loanh quanh và bếp xếp với mọi người tên tôi và tôi là ai. Điều này cũng áp dụng cả với cậu nữa, Dandelin. Như anh muốn. Người lùng gật đầu. Anh có lý do của riêng mình. Chà, anh cảnh báo vừa kịp lúc vì khu trại đã ở trong tầm mắt rồi. Và cả tầm tay nữa, Miva nói, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài. Tiếng loãng xoảng hải hùng nào kia. Âm thanh mà cô đang nghe đó Dandelin lên tiếng giảng giải, là bản giao hưởng đặc trưng của một trại tị nạn. Như mọi khi, cất lên từ hàng trăm cái cổ họng người, bò, cừu và da cầm. Phần song ca được biểu diễn bởi phụ nữ cằn nhằn, trẻ con ẩu đả, gà gáy quan quát và một con lừa, mà nếu tôi không nhầm, thì đã bị ai đó cắm một cành cây vào mông. Tiêu đề của bản nhạc là, cộng đồng loài người vật lộn để sống sót. Bản giao hưởng, Rick nói, hết mũi lên, thường cũng rất gợi mùi. Từ đám người đang đấu tranh sinh tồn bốc lên hương thơm quyến rũ của bắp cải và rau luộc, mà có vẻ như thiếu chúng thì họ không thể tồn tại nổi. Mùi hương đặc trưng cũng được tổng hợp nên từ vô số nhu cầu giải quyết của cơ thể, ở bất cứ đâu có thể, phần lớn là ngoài rìa khu trại. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao cuộc đấu tranh sinh tồn lại để ra tính lười đào hố. Cầu cho quỷ giữ bắt các người đi với mấy mớ ngôn từ cao sang đó, Miva giận dữ cắt ngang. Thay vì dùng những từ ngữ thô tục chả ai hiểu được, chỉ cần dùng ba cái duy nhất mà thôi, bắp cải và cứt. Bắp cải và cứt luôn đi thành cặp, Percival Stutenbank tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Cái nọ sinh ra cái kia. Một vòng lặp bất tận. Họ sớm đến được nơi cắm trại ồn ào, bốc mùi. Giữa những đám lửa, xe hàng và túp lều, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý với những người tị nạn tụ tập nơi đây, mà lên đến khoảng 200 người thậm chí còn hơn. Sự chú ý càng lúc càng tăng dần và theo những xu hướng khó hiểu, một số đột nhiên hét, một số nhảy lên cổ người khác, một số cười điên dại và một số bắt đầu nức nở. Sự hỗn loạn nảy nở. Từ bản hợp âm những giọng nói của đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ thì khó mà biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự việc sớm trở nên rõ ràng. Hai người phụ nữ Keno trong đoàn của họ tìm thấy chồng và anh trai mình trong trại, những người mà họ tưởng là đã chết hoặc mất tích không dấu vết trong bão lửa chiến tranh niềm vui và nước mắt tuôn không ngừng một thứ tầm thường và kịch tính như vậy Dandelion nói chắc nịch chỉ tay vào khung cảnh cảm động chỉ có thể xảy ra ở ngoài đời thực nếu tôi mà thử kết thúc một bản tình ca của mình theo cách này tôi sẽ bị chọc cười suốt đời cho mà xem tất nhiên rồi dân tang xác nhận nhưng ai cũng đều yêu thích những thứ tầm thường như vậy nó khiến ta vui sướng khi cuộc sống ban tặng thứ gì đó chứ không phải cướp đoạt đi nào chúng ta đã đưa được họ tới đây rồi đứng đây thêm chẳng được ích gì cả trong giây lát quýt chơ cảm thấy muốn đề nghị họ ở lại thêm chút nữa phòng trường hợp có người phụ nữ nào muốn cảm ơn những người lùn anh đã từ bỏ suy nghĩ đó khi nhận ra rằng chẳng có vẻ gì là chuyện đó sẽ xảy ra đám phụ nữ hân hoan với cuộc hội ngộ đã hoàn toàn phớt lờ họ anh còn đợi cái gì dân ta nhìn gơ rang đến khi họ tặng hoa cảm ơn anh đến khi họ tắm cho anh bằng mật ong đi thôi ở đây chẳng còn gì cho chúng ta nữa ông nói đúng họ chưa đi được xa thì bị một giọng the thế gọi lại đứa bé gái buộc tóc bím với khuôn mặt tàn nhang bắt kịp họ nó thở dốc và cả hai tay ôm một bó hoa dại cảm ơn ông con bé nói vì đã chăm sóc cho cháu và anh trai và mẹ. Ông đã đối xử rất tốt với chúng cháu. Cháu đã nhặt bó hoa này tặng ông. Cảm ơn cháu." Dương tan Chi Vây nói nghiêm túc. "Các ông rất tốt." đứa bé nói thêm, cài một bông hoa lên biếm tóc. "Cháu không tin những gì mà bà già đã nói. Các ông không phải là lũ quỷ lùn bẩn thỉu. Ông không phải là một gã tóc trắng quái đảng và bác Dandelion, bác không phải là một con công thích khoe mẽ." bà già đó nói dối. Và dì Mi Va, dì không phải là ả dâm tiện với cây cung, cháu thích gì? Cháu đã nhặt những bông hoa xinh nhất cho dì. Cảm ơn. Mi Va buồn bã nói. Tất cả chúng ta đều cảm ơn cháu. Dương Tan lặp lại. Này, Percival, đồ quỷ lùng bẩn thiểu, tặng đứa trẻ cái gì đi? Một vật kỷ niệm nào đó để nhớ về chúng ta. Trong túi ông có cục đá vô giá trị nào không? Tôi có đây, quý cô bé nhỏ. Đây là beryllium aluminum silica, hay thường gọi là. Ngọc Lục bảo. Người lùng nói nốt. Đừng làm rối đứa trẻ, con bé sẽ chẳng nhớ được cái tên đó đâu. Ôi đẹp quá. Màu xanh. Cảm ơn ông rất, rất nhiều. Bảo trọng nhé. Và đừng đánh mất nó. Dandelion lầm bầm. Bởi vì cục đá đấy có giá trị gần bằng một cái nông trại nhỏ. Kệ đi, dân Tang nói, gài một bông hoa trong bó lên mũ. Một viên đá cũng chỉ là một viên đá mà thôi. Bảo trọng nhé, cô bé. Đi nào, chúng ta có thể cắm trại gần bờ sông và đợi Munro Brick, Gia Dông Vác Đa và những người khác. Họ sẽ sớm tới đây thôi. Lạ là chúng ta vẫn chưa gặp họ. Chết tiệt, tôi quên chưa tịch thu mấy lá bài. Tôi cược là mấy thằng đần đấy vẫn đang ngồi đâu đó chơi bài. Chúng ta phải tìm rơm khô cho lũ ngựa, Miva nói. Và nước uống. Hãy ra bờ sông đi. Có thể chúng ta sẽ tìm được chỗ bán đồ ăn nóng. Dandelion nói. Percival hãy thám thính một vòng quanh trại và tận dụng cái mũi của ông đi. Chúng ta sẽ ăn ở hàng nào ngon nhất. Họ ngạc nhiên khi thấy lối ra bờ sông được rào lại và canh gác. Đám lính gác đòi một đồng vàng cho mỗi con ngựa. tan và Miva bắt đầu bực tức, nhưng Geran không muốn gặp rắc rối hay bị chú ý, đã kiềm chế họ. Bất ngờ là, Dandelion mới là người lôi ra vài đồng vàng trong túi. Percival Stutenbank sớm xuất hiện, cáo kỉnh và u ám. Ông có tìm thấy gì để ăn không? Người gom hỉ mũi và chùi lên bộ lông một con cừu đang đi từ bờ sông về trại. Tôi tìm được rồi. Tôi chỉ không biết là liệu chúng ta có trả nổi hay không thôi. Ở đây cái gì cũng mất tiền và giá cả thì trên trời họ bán một rau một cân bột mì và yến mạch một bát súp lỏng bỏng hai nô bờ một đĩa cá bắt từ bờ bắc của chúng ta mà nằm ở đi liên giá còn đồ ăn cho ngựa một bó rơm khô giá một thaler bao nhiêu cơ người lùn kêu lên bao nhiêu cơ bao nhiêu à mi va gầm gừ đi mà hỏi lũ ngựa bao nhiêu nếu để chúng ăn cỏ chúng sẽ quỵ ngay và hơn nữa quanh đây làm gì có cỏ. Với hoàn cảnh hiện tại chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta có thể mặc cả với gã nông dân bán lúa mì và để Dandelion móc hết tiền của anh ta ra. Hoặc để dung tan và con vẹt đó chửi cho hắn một trận đã đời, mà cũng chẳng được cái mẹ gì hết. Nhưng mấy con ngựa đang muốn ăn lắm rồi. Lũ khốn khiếp, người lùng kêu, trút cơn giận bằng cây gậy cầm trong tay lên cái bánh xe hàng ở bên cạnh chả biết liệu chúng ta có được phép thở không nữa. Hay mỗi hơi thở cũng mất tiền. Và mỗi lần đi ỉa. Ông nói vậy cũng không sai đâu. Trích lên tiếng. Nhu cầu cơ thể cũng tốn tiền ở đây. Thấy cái lều kia không? Và người đàn ông đang đứng trước nó. Ông ta đang chào mời con gái mình. Giá có thể được mặc cả. Một phút trước tôi thấy một con gà và vài mẫu thuốc đã được chấp nhận tôi dự đoán một cái kết tồi tệ cho giống loài của anh dung tan nói buồn bã mọi sinh vật có lý trí trên thế giới khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn khổ sở và khó khăn thì đều giúp đỡ lẫn nhau để có thể dễ dàng sống sót hơn nhưng với loài người các anh luôn chỉ nhăm nhe trục lợi trên nỗi bất hạnh của kẻ khác nếu đói thì thức ăn cũng không được phân phát kẻ yếu sẽ bị ăn tươi nuốt sống hành động như vậy có thể hiểu được đối với sói để những cá thể còn lại khỏe mạnh hơn. Nhưng giữa các giống loài văn minh thì thường chỉ có những thằng khốn quyền lực nhất mới sống sót được. Anh muốn hiểu sao thì tùy. Dandelion phản đối mãnh liệt và bắt đầu lôi ra hàng loạt các ví dụ về ép giá và chủ nghĩa thực dụng của người lùn, nhưng Tang và Percival ác tiếng cậu ta bằng cách bắt chước tiếng le lưỡi, mà được cả hai giống loài đều coi là dấu hiệu khinh thường lập luận của đối phương. Cuộc tranh luận chỉ chấm dứt bởi sự xuất hiện của một nhóm nông dân dẫn đầu bởi thợ săn ma cà rồng nổi tiếng, ông già đội chiếc mũ rách rưới. Chúng tôi ở đây vì lau. Một người lên tiếng. Chúng tôi không muốn mua, người lùng và gôn đồng thanh nói. Lau là người đã bị đập vào đầu. Một người thứ hai cất lời. Chúng tôi đã định gã anh ta đi. Tôi không phản đối gì việc đó, Dương tan giận dữ đáp lại. Tôi chúc anh ta được hạnh phúc với cuộc sống mới của mình, khỏe mạnh, may mắn và thịnh vượng và để thật nhiều lo con. Dandelion thêm vào. Không, không, thưa các ngài, người nông dân nói. Đừng cười, làm sao chúng tôi có thể gả anh ta đi đây? Sau khi bị cô đánh vào đầu, tâm trí anh ta giờ hoàn toàn trống rỗng. Anh ta còn chẳng phân biệt nổi ngày và đêm. Chà, nghe cũng đâu có quá tệ, Miva nói, nhìn xuống đất tôi thấy anh ta đã khá hơn nhiều rồi đấy chứ. Chắc chắn là hơn lúc sáng nay. Tôi không biết sáng nay Long thế nào, người nông dân đáp lại. Nhưng tôi đã thấy anh ta cúi chào một cái sẻn và khen nó là một cô gái xinh đẹp. Tôi không muốn nói thêm nữa, trả tiền máu đi. Cái gì? Khi một hiệp sĩ giết chết một người nông dân, anh ta phải trả tiền máu. Luật là như vậy. Tôi không phải một hiệp sĩ. Biva hét lên. Đó là một, Dandelion ủng hộ. Thứ hai, đấy là một tai nạn. Thứ ba, Long vẫn còn sống, vậy nên nó không phải là vấn đề về tiền máu, mà là thương tổn và bồi hoàng. Nhưng, đây là cái thứ tư, chúng tôi không có tiền. Vậy hãy nộp ngựa ra đây. Này, này. Đôi mắt mi va nheo lại đáng ngờ. Biến mau đi, lũ nông dân. Cẩn thận đường đi đấy. Lũ chó đẻ. Nguyên soái Duda lên tiếng. Ôi con chim nói đúng vấn đề đó, Dương tan dài giọng trong khi tay vỗ lên cái rìu dắt ở thắt lưng. Và hãy biết rằng tôi cũng chẳng ưa gì lũ chó của những kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền, kể cả khi nó kiếm được từ cái đầu bị vỡ của một người hàng xóm. Biến mau đi, những con người lương thiện. Nếu đi ngay, tôi hứa sẽ không đuổi theo các người. Nếu các ông không chịu trả tiền, chúng tôi sẽ đem chuyện này lên nơi có thẩm quyền. Người lùng nghiến răng và với tay lấy cán rìu thì Goran giữ lấy khuỷu tay ông. Bình tĩnh đi. Đây là cách ông định giải quyết vấn đề sao? Giết họ. Giết làm gì? Đánh tàn tật thì dễ hơn. Đủ rồi, chết tiệt. Quyết chơ khạc ra, quay lại đám nông dân. Ai là người có thẩm quyền ở đây? Hector La Bác, trưởng làng Breja. Hãy dẫn chúng tôi tới chỗ ông ta rồi tất cả sẽ đi đến thỏa thuận nào đó. ông ấy đang bận. người nông dân đáp lại. xét xử một mụ phù thủy. ông ấy đang nghe lời khai của nhân chứng dưới gốc cây phong. chúng tôi đã bắt được một mụ phù thủy cấu kết với con ma cà rồng. lại là chuyện về con ma cà rồng. dandelion vung tay. mọi người nghe thấy không? lại cái chuyện tầm phào đó. họ đào xới khu nghĩa địa, rồi bắt được một mụ phù thủy cấu kết với con ma cà rồng này ông nông dân thay vì trồng cấy và gặt hái giờ các ông là uýt chơ sao đừng có nói mấy câu đùa ngu ngốc người nông dân vặt lại chẳng có gì đáng cười cả chúng tôi có một linh mục và ông ấy đáng tin hơn là một uýt chơ vị linh mục đã đoán rằng con ma cà rồng có bạn đồng hành và trao đổi qua lại với mụ phù thủy mụ phù thủy triệu hồi con ma cà rồng lên và chỉ chỗ nạn nhân cho nó quả thực là như vậy người nông dân thứ hai lên tiếng Mụ phù thủy phản trắc đã trốn giữa chúng ta. Nhưng vị linh mục đã trông thấy mụ ta làm phép và giờ mụ sẽ bị thiêu sống. Đương nhiên rồi, Witcher lầm bầm. Đi nào, hãy xem cái tòa án của các ông ra sao. Tôi sẽ nói chuyện với trưởng làng về tai nạn của Glau. Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận nào đó. Phải không, Percival? Tôi cá là ông vẫn còn vài cục đá trong túi áo. Dẫn đường đi, ông bạn. Đoàn lữ hành di chuyển về phía cây phong, mà bên dưới tán lá là những người dân tụ tập phấn khích. chơ tụt lại một chút ở phía sau, cố gắng bắt chuyện một người nông dân, mà theo anh thì gương mặt có vẻ thành thật. Mụ phù thủy mà các ông đã bắt được này là ai? Cô ta có thật sự biết làm phép thuật hắc ám không? "Ôi, thưa ngài," người nông dân lầm bầm. "Tôi không biết. Cô gái này là một kẻ lang thang, một người lạ mặt và không hoàn toàn tỉnh táo cho lắm." Cô ta đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn chỉ thích chơi cùng trẻ con. Bản thân cô ta cũng như một đứa trẻ, ai hỏi cũng chẳng đáp lấy một lời. Nhưng tôi thì biết gì về mấy chuyện đó chứ. Vị Linh Mục và mọi người đều nói là cô ta làm đủ mọi trò ma quái. Tất cả mọi người ngoại trừ kẻ bị buộc tội, trích khẽ nói, đi bên cạnh uyết chơ. Tôi cho là khi được hỏi, cô ta cũng chẳng đáp lấy một lời. Không còn thời gian để chất vấn thêm nữa họ len qua đám đông nhờ sự trợ giúp của Dôn tan và cây gậy đi đường của ông. Bị trói trên bánh của một xe hàng đầy ấp là một cô gái không thể lớn hơn 16, tay gian ra, ngón chân không chạm đất. Cái áo của cô ta bị xé rách và dùng để làm dây trói tay cô ta lại. Từ cái miệng của cô gái liên tục phát ra những tiếng khúc khích và nức nở điên khùng. Bên cạnh chiếc xe là một đám lửa lớn. Một thợ rèn đang quạt lửa cho to hơn, một người khác lấy một cặp móng ngựa và để vào giữa đống thang hồng phía bên trên tiếng ồn ào là giọng nói đầy kích động của vị linh mục phù thủy nhơ bẩn mụ đàn bà vô thần hãy thú nhận đi ha nhìn cô ta xem hỡi mọi người cô ta đang say sưa vì loại độc dược ghê tởm nào đấy chữ phù thủy viết đầy trên mặt cô ta vị linh mục gầy gò gương mặt ông ta đen và khô như một miếng cá hung khói tấm áo choàng tối màu khoát trên người. Trên cổ ông ta là một biểu tượng linh thiêng, mà Gerang không nhận ra thuộc về vị thần nào, và đằng nào thì anh cũng chẳng biết nhiều về chúng. Những nhà thờ mọc lên như nấm dạo gần đây không làm anh quan tâm cho lắm. Có lẽ là vị linh mục thuộc về một trong các giáo phái mới nổi đó. Các tổ chức cũ hơn thì thường chuyên tâm đến các hoạt động kiếm lợi nhuận chứ không phải đuổi bắt các cô gái trẻ, trói họ vào bánh xe và kích động các đám đông mê tín chống lại họ. Từ thuở sơ khai, đàn bà đã là cái nôi của quỷ dữ, công cụ của hỗn mang, kẻ đồng lõa trong âm mưu chống lại thế giới và đàn ông. Một người đàn bà luôn bị dục vọng chi phối, thưa mọi người. Vì thế, cô ta sẵn lòng phục vụ ác quỷ để thỏa mãn ham muốn vô tận của mình. Giờ thì chúng ta đã học được vài kiến thức căn bản về phụ nữ, Triết Thì Thào. Đây là một chứng bệnh tâm thần trong hình thái nguyên thủy và thuần khiết nhất. Con người mộ đạo này chắc thường mơ về Vagina Dentata. Tôi cá là nó tồi tệ hơn nhiều, Dandelion trả lời, cũng đang thì thầm. Chắc ông ta mơ mộng cả ngày về một cái bình thường, mà không có răng. Và đống tinh trùng đó hẳn đã sốc lên tận não ông ta. Và cô gái cùng kia sẽ phải trả giá vì chuyện đó. Chẳng lẽ chúng ta không tìm được ai, Miva gầm gừ, để ngăn thằng đần đó lại ư? Dandelion bắn một ánh mắt đầy ẩn ý và hy vọng về phía Witcher, nhưng Geran tránh ánh nhìn của cậu. Và còn ai khác ngoài ả đàn bà này phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối và khổ sở hiện tại của chúng ta? Cả Linh Mục tiếp tục la hét. Chính những mụ phù thủy trên đảo Thang Nét đã phản bội lại các vị vua của chúng ta, ám sát người trị vì Redania. Chính mụ phù thủy người Elvet của Yon Blathang đã suối dục lũ sóc chống lại chúng ta. Giờ mọi người đã thấy, hậu quả của việc làm thân với phù thủy của việc chứa chấp những trò tà đạo ghê tởm của chúng của việc làm ngơ trước sự đồi bại sức xược và của cải giàu sang của chúng và lỗi này là của ai các vị vua những kẻ lãnh đạo sung túc đã rủ bỏ thánh thần trục xuất các tu sĩ ra khỏi hội đồng của mình và thay thế họ bằng lũ phù thủy và ban thưởng cho chúng bằng vàng bạc và danh tiếng đây chính là hậu quả aha con ma cà rồng đây rồi. Dandelin nói. Ông sai rồi Rick. Chuyện này là về chính trị, chứ không phải bộ phận sinh dục của phụ nữ. Và tiền nữa. Dung tan chi vây thêm vào. Vậy nên ta nói với mọi người. Giọng của gã Linh Mục sắp vỡ ra đến nơi. Trước khi ngọn lửa chiến tranh với Ninh Phát nhấn chìm chúng ta hoàn toàn, hãy dọn dẹp ngôi nhà của mình khỏi sự ghê tởm này. Hãy thiêu đốt ung nhọc này bằng sắt nung hãy gột sạch mình bằng thử thách của lửa đừng để những kẻ phù phép này được sống không được phép thiêu cô ta đi cô gái bị trói vào bánh xe cười sặc sộ đảo mắt từ từ thôi một người dân làng to béo mà nãy giờ im lặng vây xung quanh là những người phụ nữ và đàn ông cũng đang im lặng chợt lên tiếng chúng tôi đã nghe những tiếng hét rồi và ai mà chả hét được kể cả mấy con quạ tôi trông đợi từ ông nhiều hơn là lũ quạ linh mục ông phủ nhận lời của ta sao trưởng làng la bác lời nói của một vị linh mục tôi không phủ nhận gì hết người đàn ông to béo khạc ra và chỉnh lại quần cô gái này là một kẻ lang thang và mồ côi cô ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả nếu cô ta cấu kết với con ma cà rồng cứ việc bắt và giết cô ta nhưng chừng nào còn là người đứng đầu của trại này tôi có trách nhiệm phải trừng phạt kẻ có tội thực sự nếu muốn phạt thì hãy đem bằng chứng ra đây ta sẽ cho ông xem bằng chứng vị linh mục hét lên ra hiệu cho đầy tớ người mà nãy giờ bỏ móng ngựa vào đống lửa trước mắt mọi người ta sẽ cho tất cả xem ông la bác và những người có mặt người đầy tớ đang nghe truyện trên tv audio cv vác ra một cái vạt từ đằng sau xe hàng và đặt xuống đất đây là bằng chứng gã Linh Mục la lên và đá cái vạt, lật nghiêng nó sang bên. Một thứ chất lỏng trong suốt, kèm vài miếng cà rốt, rau xanh không thể nhận ra được và một đống mẫu xương tràn ra. Mụ phù thủy đã điều chế ma dược. Một loại thuốc độc làm cho cô ta bay được lên không trung. Đến bên con ma cà rồng, người tình của cô ta, để tình tứ và bày nhiều mưu kế khủng khiếp khác. Ta biết rất rõ phép thuật của phù thủy. Ta biết thứ nước này được làm từ gì mụ phù thủy đã luộc sống một con mèo. Đám đông xôn xao sợ hãi. Thật ghê rợn, Dandelion rùng mình. Luộc sống một con vật. Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Im đi. Miva nói. Đây là bằng chứng. Gã Linh một sổ khi nhặt ra một cái xương nhỏ từ cái vạt đang bốc khói. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Xương của một con mèo. Đấy là xương chim, dung tang chi vây nói nhẹ nhàng đảo mắt một con dễ cùi tôi nghĩ vậy hoặc bồ câu cô gái chỉ đang nấu một nồi súp có thế thôi Tâm đi đồ lùng tịch vô thần gã linh mục hét lên đừng bán bổ nếu không thần linh sẽ trừng phạt ngươi bằng bàn tay của những con người mộ đạo ta bảo đây là mèo từ một con mèo chắc chắn là mèo đám nông dân xung quanh la lớn cô ta có một con mèo một con mèo đen. Ai cũng biết nó. Nó luôn đi theo cô ta. Và giờ thì con mèo ở đâu? Nó biến mất rồi. Cô ta hẳn đã nấu nó. Cô ta đã nấu nó. Trong cái vạt kia. Đúng rồi. Mụ phù thủy đã nấu súp mèo. Không cần bằng chứng nào nữa. Thiêu cô ta đi. Nhưng đầu tiên hãy tra tấn đã. Bắt cô ta thú nhận mọi thứ. Lũ chó đẻ. Nguyên soái đu đa quan quát. Tôi thấy thương cho con mèo, Percival đột nhiên lớn giọng, nó là một con vật rất đẹp. Lông ánh như than, mắt sáng như ngọc, cái đuôi dài và mập như gấu túi. Một con vật đẹp như tranh vẽ. Chắc nó bắt chuột giỏi lắm. Đám nông dân im lặng. Và làm sao mà ông biết vậy, thưa ngài gom? Một người hỏi. Làm sao mà ông biết con mèo trông như thế nào? Percy Van băng xì mũi và chùi lên quần. À, bởi vì nó đang ngồi trên chiếc xe kia kìa. Đằng sau mọi người. Cả đống người đồng loạt quay lại như thể được ra hiệu, và đồng thanh lầm bầm khi trông thấy con mèo đang ngồi trên một cái túi để trên xe hàng. Trong khi đó, con mèo không cần quan tâm đến ai, nhấc một chân lên và chuyên tâm vào việc liếm mông. Chà, thế là rõ. Giọng của dông tan chi vây vang lên giữa sự im lặng. Cái bằng chứng không thể chối cãi của ông chỉ là một đống cứt không hơn, Linh Mục. Bằng chứng thứ hai là gì đây? Một con mèo khác chăng? Sẽ thật tốt nếu chúng ta có một cặp. Chúng ta có thể cho chúng giao phối, và rồi sẽ chẳng còn con chuột nào trong phạm vi một dặm quanh đây. Vài người nông dân khịt mũi, số còn lại, bao gồm hết to la bát, phá lên cười. Cả Linh Mục tím mặt. Ta sẽ nhớ ngươi, quân bán bổ, cả Linh Mục trống lên, chỉ tay vào người lùng. Đồ lùng tịch tranh mảnh. Sinh vật của bóng đêm. Ngươi từ đâu tới? Có lẽ ngươi cũng là đồng phạm với con ma cà rồng. Cứ đợi đi, chúng ta sẽ xử lý mụ phù thủy, sau đó là tới ngươi. Nhưng chúng ta phải xét xử mụ phù thủy trước đã. Chúng ta đã nung đỏ móng ngựa rồi, để xem cô ta sẽ nói gì khi lớp da xấu xí tan chảy. Ta đảm bảo là cô ta sẽ thú nhận mọi tội lỗi, bằng chứng nào hơn được một lời thú nhận. Còn tùy, hết to la bác nói. Nếu dí sắt nung vào người ông, Linh Mục, thì chắc ông cũng nhận cả tội thông dâm với một con ngựa. Mẹ kiếp! Ông tự xưng là con người của thánh thần, nhưng cái mồm ông nghe như mấy thằng vô lại. Phải, ta là con người của thánh thần. Gã Linh Mục trống lên, hét lớn hơn cả tiếng lầm rầm của đám nông dân. Ta tin vào công lý, sự trừng phạt và báo thù của thánh thần và phiên tòa của thần linh. Mụ phù thủy sẽ được đưa đến trước phiên tòa của thần linh, trước sự phán xét thần thánh. Một ý tưởng xuất sắc, viết chơ lớn tiếng cắt lời, bước ra khỏi đám đông. Gã linh mục nhìn anh với vẻ hận thù, đám nông dân im lặng và há hốc mồm ra nhìn. Phán quyết của thánh thần, gơ rang tiếp tục, trong sự im lặng tuyệt đối, là hoàn toàn chính xác và công bằng phán quyết bằng thử thách cũng được chấp nhận trong những hội đồng riêng biệt và có luật riêng những luật này nêu rằng trong trường hợp xử tội một người phụ nữ trẻ nhỏ người già hay một cá nhân không đủ khả năng có thể được phép có một người bảo vệ điều này không đúng sao trưởng làng la bác tôi muốn làm người bảo vệ của cô gái hãy vẽ một vòng tròn những ai tin rằng người phụ nữ này có tội và không sợ phán quyết của thánh thần hãy bước lên trước và chiến đấu với tôi Ha, cả linh một cười, ánh mắt vẫn dò xét anh. Vẫn chưa đủ lương lẹo đâu, kẻ lạ mặt kia. Một cuộc thách đấu, tất cả đều có thể thấy rõ ràng rằng ngươi là một tên vô lại và côn đồ. Với thanh kiếm của mình, ngươi muốn đưa ra phán quyết của thánh thần. Nếu không thích kiếm, Dung Tang nói, ra đứng bên cạnh Gơ Rang và nếu anh bạn này không phù hợp với ông, thì có thể tôi sẽ xứng đáng hơn. Hãy để kẻ nào buộc tội cô gái đứng lên và đánh bại tôi bằng cây rìu. Hoặc tôi với cây cung, mi va lên tiếng, nheo mắt, cũng bước ra từ đám đông. Một mũi tên từ khoảng cách 100 thước. Mọi người thấy chưa, thấy chúng hiện ra nhanh chóng để bảo vệ mụ phù thủy chưa? Gã Linh Mục hét, rồi quay lại và gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười đê tiện. Được rồi, quân vô lại, ta chấp nhận thử thách của các ngươi chúng ta sẽ để thần linh phán xét tội tình của mụ phù thủy và phẩm chất của các ngươi nhưng không phải bằng kiếm triều giáo hay cung các ngươi nói biết luật của thần linh ta cũng biết có một cái móng ngựa trong đống lửa một thử thách của lửa lên đây nào những kẻ bảo trợ phù thủy ai đem được cái móng ngựa từ trong đống lửa lên đây cho ta mà không bị bỏng tay thì sẽ chứng minh được mụ phù thủy vô tội nhưng nếu phán quyết của thần linh khác đi, các ngươi sẽ chết cùng với cô ta. Ta đã nói rồi đấy. Tiếng lầm rầm phản đối của trưởng làng La Bác cùng nhóm của ông bị dìm đi bởi giọng của những kẻ tụ tập lại quanh gã linh mục mong đợi được xem một màn biểu diễn ra trò. Mi Va nhìn Jon Tan, Jon Tan nhìn Witcher, Witcher nhìn bầu trời, rồi nhìn Mi Va. Cô có tin vào thần linh không? Anh hỏi bằng một giọng trầm. Tôi có tin, nữ cung thủ khẽ đáp lại nhìn chăm chú tàn lửa. Nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ quan tâm đến móng ngựa nung nóng. Từ đống lửa đến chỗ thằng khốn đấy chỉ có ba bước chân thôi. Dương tan trích lên qua kẻ răng. Chắc tôi sẽ chịu được, tôi đã từng làm việc trong lò rèn, nhưng hãy cứ cầu nguyện các vị thần của cô dùng tôi đi. Đợi chút đã, Emil rít đặt tay lên vai người lùng. Làm ơn khoan hãy cầu nguyện. Vị bác sĩ bước tới đống lửa, kính cẩn cúi chào gã linh mục cùng khán giả và rồi không chút do dự thò tay vào giữa đống than hồng đám đông ồ lên đồng thanh dôn tan chửi thề miva bám chặt lấy tay gơ rang trip đứng thẳng dậy điềm tĩnh nhìn cái móng ngựa trong tay và không cần vội vã lại gần gã linh mục gã linh mục lùi lại nhưng ngã vào đám nông dân đứng sau mình đây là cái ông muốn thưa linh mục nếu tôi không nhầm trip hỏi giơ cái móng ngựa lên một thử thách của lửa nếu thế thì tôi cho rằng phán quyết của thánh thần là không thể chối cãi cô gái vô tội những người bảo vệ cô ấy vô tội và tôi nghĩ là cả mình cũng vô tội nữa đưa 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 ta xem tay ngươi gã linh mục lắp bắp nó không bị bỏng sao người bác sĩ mỉm cười và chuyển cái móng ngựa sang tay trái đưa bàn tay phải vẫn rất lành lặn cho gã linh mục xem rồi giơ ra với mọi người Đám đông ầm lên. Cái móng ngựa này là của ai?" Triết hỏi. "Hãy để chủ nhân của nó lên nhận lại." Không ai trả lời. "Đây là phép của quỷ dữ." Cả Linh mục hét lên. "Ngươi là phù thủy hoặc hiện thân của ác quỷ." Triết ném cái móng ngựa đi và quay lại. "Vậy thì hãy làm một nghi lễ trừ tà." Ông lạnh lùng gợi ý, "Tôi cho phép." Nhưng phán quyết của thánh thần đã rõ ràng rồi tôi tưởng rằng bác bỏ kết quả là một hành động bán bổ chứ. Chết đi, hãy biến mất, gã Linh Mục la lớn, vẫy vẫy một tấm bùa trước mặt người bác sĩ và thực hiện nhiều phép phù chú bằng tay khác. Cút xuống địa ngục, hỡi ác quỷ. Hãy để mặt đất dưới chân ngươi. Quá đủ rồi. Dương tan bực mình quát lên. Này, mọi người. Trưởng làng La Bác, chúng ta phải chịu đựng trò điên khùng này bao lâu nữa đây? Ông không nghĩ là một tiếng hét the thế nhấn chìm giọng của người lùn naidilly phan ngựa đang đến từ phía tây kỵ binh ninh phát đang tới mạnh ai người nấy lo thôi khu trại trở nên hỗn loạn chỉ trong tích tắc mọi người hối hả chạy đến túp lều và xe hàng của mình xô đẩy và ngã nhào lên nhau tất cả ngập trong một hỗn hợp âm thanh điếc tai ngựa của chúng ta mi va hét đấm đá loạn xạ xung quanh mình ngựa của chúng ta, Witcher. Ra chỗ tôi, nhanh lên. Gơ rang. Dandelin cũng hét. Cứu tôi. Đám đông túa ra, tan tành như cơn sóng đánh vào bờ, và trong nháy mắt kéo theo Miva đi cùng. Gơ rang túm lấy cổ áo Dandelion nhưng không bị cuốn đi, bởi vì anh đã xoay sở bám vào được cái xe hàng mà cô gái bị kết tội phù thủy đang trói trên đó. Cái xe hàng rung lắc đột ngột và di chuyển, khiến Witcher và nhà thơ ngã xuống đất. Cô gái lúc lắc đầu và cười điên dại. Chiếc xe chậm rãi đi mất, tiếng cười lạc đi trong âm thanh bát nháo. Chúng ta sẽ bị dẫm nát. Dandelion rên rỉ dưới đất. Nghiền nát. Lũ chó đẻ. Một nguyên soái đu đa đang tàn hình la lên. Gơ ra ngước đầu dậy, nhổ cắt ra khỏi mồm và trông thấy một cảnh tượng khôi hài. Chỉ có bốn người là không tham gia vào cơn hoảng loạn, và một trong số đó là bị ép. Đấy chính là gã Linh Mục, cái cổ kẹp trong cánh tay sắt của trưởng làng Hector La Bác. Hai người còn lại là Yontan và Percivan. Người gông với một chuyển động mau lẹ vén áo của gã Linh Mục lên, người lùng cầm một cái kẹp và gắp ra một cái móng ngựa từ trong đống lửa, rồi thả vào trong quần của hắn. Được giải thoát khỏi vòng tay của La Bác, gã Linh Mục lao lên phía trước như một ngôi sao chổi, khói bốc ra từ mông và tiếng la hét của hắn lẫn vào tiếng rống của đám đông. rang trông thấy ông trưởng làng, người gom và người lùng chúc mừng lẫn nhau vì thành công của họ, để rồi ngay lập tức bị cuốn đi trong cơn sóng người chạy trốn tiếp theo. Mọi thứ biến mất trong mây bụi, Witcher không thể nhìn thấy gì. Anh không có thời gian để nhìn, vì còn đang bận cứu Dandelion, vừa bị xô ngã bởi một con lợn chạy điên loạn. Khi rang cúi xuống để nhất nhà thơ dậy, có ai đó ném một cái thang từ trên một chiếc xe hàng chạy qua vào lưng anh. Sức nặng đè anh xuống đất. Khi anh thoát ra được, một cái xe bị lật nghiêng đổ ba bao tải bột mì có giá mỗi bao một rau lên người uyết chơ. Những cái bao bột ra và thế giới biến thành một màu trắng. Đứng dậy, gơ rang. Nhà thi sĩ kêu. Đứng dậy đi, chết tiệt. Tôi không thể, biết chơ thở hỗn hển bị đám bột mì đắt tiền làm mù mắt và cả hai tay ôm đầu gối đang tê liệt vì đau đớn. Tự cứu lấy mình đi, Dandelion. Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu. Từ rìa phía tây của khu trại họ có thể nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết lẫn với âm thanh của móng ngựa thình thịch. Tiếng la hét và móng ngựa ngày càng to dần, thép chạm thép nghe như chuông vang. Một trận chiến, nhà thơ kêu lên. Họ đang chiến đấu. Ai? Với ai? gơ rang cố dụi mắt. Cách đó không xa lắm, có thứ bắt đầu bốc cháy, anh có thể cảm nhận luồng nhiệt và đám khói nghẹt thở. Tiếng vó ngựa rầm rập lớn dần, mặt đất trung chuyển. Đầu tiên họ chỉ thấy bụi, rồi sau đó là hàng tá con ngựa phi nước đại. Khắp nơi xung quanh, anh vượt qua được cơn đau. Chui xuống gầm xe. Trốn xuống gầm xe, Dandelion, nếu không chúng ta sẽ bị giẫm nát đừng cử động, nhà thơ đang bò lồng cùng dưới đất trên lên. Hãy ở yên tại chỗ đi, tôi nghe nói là ngựa không bao giờ dẫm lên một người nằm. Gơ rang thở gấp, tôi không chắc là lũ ngựa đã nghe đến câu đó. Chui xuống gầm xe. Nhanh lên. Trong khoảnh khắc ấy, một con ngựa không biết đến phép lịch sự đá vào đầu anh một cái khi chạy qua. Đôi mắt biết chơ nổ đom đóm, anh nhìn thấy muôn vàng vì sao trên bầu trời và rồi sau đó là bóng đêm đen kịch bao phủ mọi thứ. Băng rác nhảy dựng lên, bị đánh thức dậy bởi một tiếng hét the thế vang vọng khắp những bức tường của hang động. sơ và Rip rút kiếm ra, Spark bật lên mấy câu chửi thề, bởi vì đầu cô ta đập vào một tảng nhũ lồi ra. Có chuyện gì thế? Cây lai la lên. Có chuyện gì thế? Hang động rất tối, mặc dù bên ngoài mặt trời đang tỏa sáng băng rác đang nghỉ ngơi sau cả một đêm trên yên ngựa trốn chạy khỏi những kẻ truy đuổi jezeel đốt một bó đuốc đứng dậy và đi ra chỗ siri và misto đang ngủ như mọi khi cách xa phần còn lại của nhóm siri ngồi bệt dưới đất đầu cuối thấp misto ôm lấy cô bé jezeel giơ cao ngọn đuốc những người khác cũng lại gần misto choàng một cái chăn lông lên vai siri nghe này misto thủ lĩnh của băng rác nói nghiêm túc Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện mà các cô làm trên giường. Tôi chưa bao giờ nói một câu chế nhạo. Tôi luôn cố gắng quay đi và phớt lờ nó. Đây là vấn đề của cô và sở thích của cô. Tôi không phản đối gì chừng nào các cô vẫn giữ im lặng và kín đáo. Nhưng lần này thì hơi quá đà rồi đó. Đừng có ngu, Mr. cắt ngang. Anh nghĩ chúng tôi làm gì, cô ấy la hét trong giấc ngủ. Một cơn ác mộng. Cô đã hét à, Phan ca. Siri gật đầu. Giấc mơ có tồi tệ lắm không? Cô đã mơ thấy cái gì? Để cô ấy yên. Im đi Misto. Phan ca. Một người, một người thân của tôi, Siri ấp úng, một con ngựa đá trúng ông ấy. Móng quốc, tôi có thể cảm thấy, tôi cảm thấy cơn đau của ông ấy, ở đầu và chân, nó vẫn còn đau. Xin lỗi, tôi đã đánh thức mọi người dậy. Không cần xin lỗi. Jesseau nói, nhìn Mistol. Hai người mới xứng đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Một giấc mơ. Ai mà chả mơ. Tất cả mọi người. Siri nhắm mắt. Cô không chắc là Jesseau nói đúng. Anh tỉnh dậy bởi một cú đá. Anh đang nằm ngửa dưới đất, đầu dựa vào bánh của chiếc xe hàng bị lật và bên cạnh anh là Dandelion đang quỳ. Người đàn ông đã đá anh đội một chiếc mũ sắt tròn và áo khoác độn bên cạnh anh ta là một người khác. Cả hai đều đang cầm dây cương, treo trên y ngựa của họ là giáo và kiên. Thợ say bột hay cái quái gì đây? Người lính kia nhún vai. Geraint trông thấy Dandelion không rời mắt khỏi những cái khiên. Anh cũng nhận ra từ lâu rằng chúng có in hình hoa huệ trên đó. Biểu tượng của vương quốc Temria. Dấu hiệu đó cũng được mặc bởi những người lính khác đang ngồi trên lưng ngựa ở xung quanh họ đa số đang bận đi bắt ngựa và móc đồ. Từ những cái xác chủ yếu khoác áo choàng đen của Ninh Pháp, Khu trại trở thành một đống tàn tích bốc khó sau cuộc tấn công, nhưng có vẻ như những người nông dân đã không bỏ chạy quá xa. Những người lính mang khiên hình hoa huệ đang đẩy họ vào thành từng nhóm, miệng la ó. Miva, Dôn Tan, Percival và Rick không thấy tâm hơi đâu cả. Đang ngồi bên cạnh họ là vị anh hùng của phiên tòa vừa xong, con mèo đen, ngắm nhìn gơ rang với đôi mắt vàng. Witcher cảm thấy hơi ngạc nhiên, thường thì mèo không thích ở gần anh cho lắm. Anh chưa có thời gian để suy ngẫm về hiện tượng lạ lùng này thì bị một người lính chọc bằng cán giáo. Đứng dậy, cả hai người. Này, gã tóc trắng có một thanh kiếm. Bỏ kiếm xuống, người lính kia quát lên, gọi những người khác tới. Bỏ kiếm xuống không ta sẽ xuyên ngọn giáo này qua ngươi. Gơ rang tuân lệnh anh cảm thấy đầu ong ong. Các ngươi là lũ quái nào thế? Lữ khách. Dandelion trả lời. Chắc rồi, người lính khịt mũi. Đang về nhà hả? Đào ngủ. Các ngươi đã rũ bỏ màu áo và trốn khỏi đơn vị. Nhiều kẻ trong trại này cũng giống thế lắm. Chúng ăn bánh mì của quân đội nhưng ninh phát làm chúng sợ vải ra quần. Một số là bạn bè cũ của chúng ta. Từ đơn vị của chúng ta giờ thì bọn lữ khách này đang đợi một chuyến hành trình khác, người lính kia bật cười. một hành trình rất ngắn, lên một cành cây. chúng tôi không phải lính đào ngũ, nhà thơ kêu lên. rồi chúng ta sẽ biết khi các ngươi giải trình trước ngài sĩ quan. từ một vòng tròn các cung thủ ngồi trên lưng ngựa xuất hiện một toán kỵ binh nhẹ dẫn đầu bởi vài người mặc giáp nặng và mũ sắt có ngù trắng. dandelion nhìn các hiệp sĩ đang lại gần phủi đi bột mì dính trên áo và nhổ vào hai tay, sửa lại tóc tai. Anh, gơ rang, hãy giữ im lặng. Cậu cảnh báo. Để tôi nói chuyện. Đây là các hiệp sĩ. Họ vừa mới đánh bại Ninh phát. Chúng ta không làm gì sai trái cả. Tôi biết cách nói chuyện với các quý tộc. Chúng ta phải cho họ thấy là mình đang đối mặt với những người cùng đẳng cấp chứ không phải thường dân. Dandelin, xin cậu. Đừng lo, Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi biết ngôn ngữ của hiệp sĩ và quý tộc, một nửa Temria biết đến tôi. Này, đám đầy tớ kia, tránh ra. Ta sẽ nói chuyện với chủ nhân của các ngươi. Những người lính nhìn anh nghi hoặc, nhưng miễn cưỡng nhất giáo lên và rẽ ra hai bên. Dandelion và Garen tiến lại phía các hiệp sĩ. Nhà thơ bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh và cao quý, không phù hợp lắm với một người đang dính đầy bột mì. Đứng lại, một hiệp sĩ la lên. Không tiến thêm bước nào nữa. Các ngươi là lũ chó nào? Và tôi là ai mà phải nói?" Dandelion nói, tay chống lên hông. "Và vì lý do gì? Lãnh chúa nào mà lại đi quấy rối những lữ khách vô tội? Ngươi không phải là người đang hỏi ở đây, quân vô lại. Trả lời đi." Nhà thơ ngẩng đầu lên và nghiên cứu gia huy trên khiên và cờ của các hiệp sĩ. Ba trái tim đỏ trên nền cờ vàng cậu bắt đầu, điều này nghĩa là ngài là một người nhà Obri. Trên khiên có hình ba cái răng tức ngài phải là con cả của Anjem Obri. Tôi biết rất rõ cha ngài, thưa hiệp sĩ. Và ngài, gia huy màu bạc nào trên áo ngài kia? Một sọc đen với hai đầu Griffin ở hai bên. Gia huy của nhà Papert Bốc, nếu tôi không nhầm, và trong phạm trù này thì tôi hiếm khi nhầm. Sọc đen, theo như người ta nói, cho thấy đây là một người thông thái trong gia đình im đi, chết tiệt. Gerang kêu lên. Tôi là nhà thơ Dandelin nổi tiếng, nhà thi sĩ khoe khoang, phớt lờ anh. Chắc chắn là các ngài đã từng nghe đến tôi. Vậy, hãy dẫn tôi đến gặp chỉ huy của các ngài, bởi vì tôi quen nói chuyện với người ngang hàng hơn. Các kỵ sĩ im lặng, nhưng biểu cảm trên gương mặt họ ngày càng kém thân thiện dần, và bàn tay đeo găng sắc siết chặt dây cương hơn. Dandelin, rõ ràng là không để ý thấy ngài làm sao thế cậu hỏi với giọng sửng sốt ngài nhìn cái gì hả hiệp sĩ phải tôi đang nói với ngài đó sọc đen ngài không nên làm mặt như vậy có ai đã khuyên ngài là nheo mắt lại và nghiến răng thì trông nam tính và đáng sợ hơn à người đấy đã lừa ngài rồi ngài trông giống một người bị táo bón suốt một tuần vậy bắt chúng con cả của anjem aubrey người mang tấm khiên với ba trái tim đỏ gầm lên người hiệp sĩ với sọc đen của nhà papa bốc thúc ngựa tới trước. Bắt chúng. Trói gô lũ khốn lại. Họ đi sau những con ngựa, bị kéo bởi dây trói cổ tay và buộc vào yên cương. Họ bước, thỉnh thoảng chạy, bởi vì các kỵ sĩ không thương xót lũ ngựa hay tù nhân. Dandelin vấp ngã hai lần và bị kéo lê đi, la hét cho tới khi họ dừng lại. Những người lính giúp cậu đứng dậy bằng cán giáo và lạnh lùng đẩy họ đi tiếp. Bụi mù mắt họ, làm họ nghẹt thở và chui sâu trong mũi. Cái khác thiêu đốt cổ họng họ. Chỉ có một điều duy nhất khiến họ an tâm, con đường đang dẫn về phía nam. Cuối cùng rang cũng đang đi đúng hướng và khá nhanh là đằng khác. Tuy nhiên, anh không thấy vui vẻ cho lắm. Anh đã tưởng tượng là chuyến đi sẽ khác hơn thế này. Họ đến đích vừa kịp lúc cổ họng Dandelion khàn đi vì chửi rủa lẫn cầu xin sự thương hại và cơn đau trên đầu gối và khuỷu tay Geran trở thành tra tấn thực sự đủ nghiêm trọng để biết chơ bắt đầu cân nhắc những giải pháp tuyệt vọng. Họ tới một khu cắm trại của quân đội, rải rác quanh một pháo đài đổ nát cháy mất một nửa. Họ bị dẫn qua lửa trại, và những căn lều trang trí với gia huy hiệp sĩ, vây tròn quanh một khoảng đất rộng được chắn bởi một hàng rào lớn cháy nham nhở. Khi trông thấy một máng nước cho ngựa, gơ rang và Dandelion giật giật sợi dây. Những kỵ sĩ ban đầu không muốn để họ uống nước, nhưng con trai của anh Aubrey nhớ đến mối giao hảo của Dandelion với cha mình và thương hại họ. họ chen vào giữa những con ngựa, cuốn và rửa mặt với bàn tay bị trói. một cái giật dây ngay lập tức đưa họ quay lại thực tại. các anh đã mang ai đến cho ta lần này đây? một hiệp sĩ cao, gầy trong bộ giáp mạ vàng hỏi, tay gõ lên cán cây ba tân trang trí hoa mỹ. đừng nói là lại thêm gián điệp nữa nhé. gián điệp hoặc bọn đào ngũ con trai của Anjem Obri xác nhận. Chúng bị bắt ở khu trại bên cạnh chúng ta, khi chúng tôi đẩy lui cuộc tấn công của bọn Ninh phát Chúng là những thành phần rất khả nghi. Vị hiệp sĩ mặc giáp vàng thịt mũi, rồi khám xét Dandelion kỹ càng, gương mặt nghiêm nghị, tuy vẫn còn trẻ chợt sáng lên. Vớ vẩn. Cởi trói cho họ đi. Nhưng chúng là gián điệp của Ninh phát vị hiệp sĩ sọc đen từ gia tộc Papak bốc phản đối. Đặc biệt là tên đó, thằng khốn sổ như chó dại kia. Hắn nói hắn là một nhà thơ, mẹ kiếp. Và ngài ấy không nói dối đâu. Vị hiệp sĩ mặt giáp vàng mỉm cười. Đây là nhà thơ Dandelin. Ta biết ngài ấy. Cởi trói đi. Và cả người kia nữa. Ngài có chắc không, bá tước? Đây là lệnh, hiệp sĩ Papert Bốc. Vậy mà anh nghĩ là tôi không có ít, nhỉ? Dandelin lầm bầm với Gerang, xoa xoa cổ tay nơi mà bị trói gô nãy giờ giờ thì anh thấy đấy danh tiếng đã đi trước tôi ở đâu tôi cũng được biết đến và vinh danh cơ rang không bình luận gì vì đang bận mát xa cổ tay đầu gối và cùi chỏ xin hãy thứ lỗi cho các chàng trai vị hiệp sĩ với tước hiệu bá tước nói ở đâu họ cũng thấy gián điệp ninh phát mỗi tốc đi tuần là lại lôi về vài người bị tình nghi là gián điệp ý ta là tất cả những ai nổi bật giữa đám đông và ngài dandelin cao quý rất nổi bật làm sao ngài lại tới được chôn ta cùng những người tị nạn chúng tôi đang trên đường tới maribo từ đi linh dandelin bịa ra thì bị dính vào mớ hỗn độn này tôi và bạn tôi cũng là một nhà thơ chắc là ngài biết anh ấy tên anh ấy là guranduk đương nhiên rồi đương nhiên rồi ta đã đọc thơ của ngài thưa ngài guranduk người bá tước khoe. Thật là một vinh hạnh. Tên ta là Daniel Echever, bá tước của Garamon. Thề trên danh dự của ta, ngài Dandelin, nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối ngài đến thăm triều đình vua Fontes. Không nghi ngờ gì là rất nhiều. Ai mà tưởng tượng nổi, vị bá tước cao mày, là chuyện này lại xảy ra. Vết đần bị em hy chiếm giữ, bờ cũng đã bị chinh phạt, Soden đen lại lần nữa bốc cháy, và chúng ta rút lui, liên tục phải rút lui, ta xin lỗi, ý ta là, thực hiện một bước di chuyển chiến thuật. Ninh phát đốt phá và cướp bóc khắp nơi, chúng đã đang trên đường đến bờ sông Ina và bao vây pháo đài Rawan và Mayenna. Vậy mà quân đội vẫn đang di chuyển chiến thuật. Khi tôi thấy những bông hoa huệ của ngài cạnh dòng chôn ta, Dandelion nói, tôi đã tin chắc đó là một cuộc tấn công. Chỉ là phản công mà thôi. Daniel Echever sửa lại. Một trận đánh thăm dò. Chúng tôi vượt sông và tiêu diệt vài toán tuần tra của Ninh Phát cùng mấy biệt đội soi -E đang thiêu rụi làng mạc. Tất cả những gì ngài thấy ở đây là phần còn lại của pháo đài Ameria khi chúng tôi chiếm lại nó. Và pháo đài Caccano cùng Vidoc đã bị thiêu rụi đến tận nền móng, cả vùng phía nam đang ngập trong máu, lửa và khói, ôi, ta đang làm các ngài chán rồi. Các ngài chắc đã biết chuyện xảy ra ở Brus và Soden, các ngài theo đoàn tị nạn đến đây mà và lính của ta đã lầm các ngài là gián điệp. Hãy để ta mời các ngài ăn trưa thay lời xin lỗi. Có một vài quý tộc sẽ rất vui khi thấy ngài, nhà thơ. Đó là một vinh hạnh rất lớn với chúng tôi. Gơ rang cúi chào, có phần cứng nhắc. Nhưng thời gian đang trôi. Chúng tôi cần lên đường ngay. Xin đừng thấy khó xử. Daniel Etchever mỉm cười. Chỉ là một bữa ăn đơn giản của người lính thôi mà. Thịt hưu, chim, hoa quả, nấm. Từ chối, Dandelion nuốt nước bọt và lường biết chơ thật ác, sẽ là một sự sỉ nhục. Đi nào, thưa ngài. Đây là lều của ngài phải không, cái màu xanh và vàng? Không. Lều đó là của chỉ huy. Xanh và vàng là sắc cờ của quê hương ông ấy. Sao lại thế? Dandelion ngạc nhiên. Tôi đã chắc là quân đội này nằm dưới sự chỉ huy của ngài chứ, bá tước. Đây là một nhánh tách biệt của quân đội Temria. Tôi là sĩ quan điều phối của vua Fontes, cũng có các nhà quý tộc khác ở đây với tôi cũng chiến đấu dưới cờ của Temria. Nhưng nền móng của đội quân này là từ một vương quốc khác. Ngài có thấy lá cờ trước lều chỉ huy kia không? Sư tử. Gơ rang khựng lại. Sư tử vàng trên nền cờ xanh. Đó, đó là huy hiệu của. Xin Vị bá tước xác nhận đây là những người du cư từ vương quốc sinh ra giờ đang bị nin phát chiếm đóng nguyên soái visger chỉ huy họ gerang quay lại người bá tước và mở mồm ra định nói rằng một vấn đề khẩn cấp đã khiến họ buộc phải từ chối bữa trưa anh không kịp anh trông thấy một toán sĩ quan tiến lại phía họ dẫn đầu bởi một hiệp sĩ to lớn tóc xám trong bộ giáp vàng áo choàng xanh đây thưa nhà thơ chính là nguyên soái visger daniel etcher nói xin hãy cho tôi vinh dự được giới thiệu. Không cần. Nguyên soái Visger cộc lốc ngắt lời, ánh mắt khoan thủng gơ rang. Chúng ta đã được giới thiệu rồi. Ở Sintra, tại triều đình của nữ hoàng Calanthe. Vào tiệc đính hôn của công chúa Pavetta. Đó là 15 năm về trước, nhưng trí nhớ của ta rất tốt. Và ngươi, tên Witcher khốn khiếp, còn nhớ ta chứ? Tôi nhớ. Gerang trả lời và ngoan ngoãn để những người lính trói tay mình lại. Daniel Echever, bá tước của Garamond, cố nói giúp cho Gerang và Dandelin khi những người lính giải họ đến căn lều của nguyên soái. Khi mọi người giải tán hết theo lệnh Visger, vị bá tước lại tiếp tục. Đây là nhà thơ Dandelin, thưa ngài nguyên soái. Ông giải thích. Tôi biết ngài ấy. Cả thế giới đều biết đến ngài ấy. Làm như thế này là không phù hợp cho lắm. Tôi thề trên danh dự của mình rằng họ không phải gián điệp của Ninh Phát. Đừng thề thốt nhanh thế, bá tước. Vizger nói, không rời mắt khỏi những người đang bị trói. Có thể hắn là một nhà thơ, nhưng hắn đã bị bắt cùng tên Witcher xảo trá này. Ta sẽ không đảm bảo cho hắn đâu. Ta thấy có vẻ như ông vẫn chưa biết mình đã bẫy được con chim nào đây. Witcher sao? Đương nhiên, Gerang còn được gọi là sói trắng cũng là kẻ vô lại đã đòi quyền sở hữu Serila, con gái của Pavetta, cháu gái của Calanthe, chính Siri mà khắp nơi giờ đang bàn tán đó. Ông còn quá trẻ để nhớ đến những ngày đó, khi mà chuyện này là chủ đề duy nhất xôn xao ở triều đình. Nhưng ta đã tận mắt được chứng kiến những gì đã xảy ra. Và điều gì đã trói buộc anh ta với công chúa Serila? Con chó này, nguyên soái chỉ vào Gerang, đã góp phần vào hôn nhân của Pavetta, con gái của nữ hoàng Calanthe, với Duy Ni, một kẻ lạ mặt tới từ phương Nam. Từ cuộc hôn nhân ghê tởm này đã sinh ra Sorilla. Trước cả khi trào đời, con bé đã được hứa trao cho tên Witcher khốn khiếp này như một phần thưởng vì sự giúp đỡ của hắn. Ông đã bao giờ nghe nói đến luật bất ngờ chưa? Chưa bao giờ. Nhưng cứ nói tiếp đi, nguyên soái. Tên Witcher, Witcher lại chỉ tay vào Geralt, sau cái chết của Pavetta, đã muốn đem đứa trẻ đi, nhưng Calanthe không cho phép và đã tống cổ hắn ra. Nhưng hắn đợi đến đúng thời cơ. Khi cuộc chiến với Ninh Phát nổ ra và sinh ra thất thủ, hắn đã lợi dụng sự hỗn loạn để bắt cóc Siri. Hắn giấu kín đứa trẻ, bởi vì biết rằng chúng ta đang tìm kiếm con bé. Và rồi hắn phát chán và bán nó cho em Hy. Tất cả những điều này là dối trá và bôi nhọ. Dandelion kêu lên chẳng có chút sự thật nào trong đấy cả. Câm đi không ta sẽ bịt mỏm ngươi lại. Hãy chấp nối các sự kiện vào với nhau đi, bá tước. Tên Witcher đã có Siri, và giờ thì đến lượt MHVARMG. Và tên Witcher bị bắt lẫn với đám tuần tra của Ninh Phát. Điều đó nghĩa là gì? Daniel Etchever nhún vai. Điều đó nghĩa là gì? Vizger lặp lại, nghiêng người về phía rang. Cái gì hả, đồ hèn? nói mau ngươi làm gián điệp cho ninh phát bao lâu rồi tôi không làm gián điệp cho ai hết ta sẽ lóc thịt ngươi làm đi ngài dandelin vị bá tước của garamon nói nghiêm nghị sẽ tốt hơn nếu ngài giải thích càng sớm càng tốt đó là điều tôi đang đợi để làm từ nãy đến giờ nhà thơ bùng nổ nhưng ngài nguyên soái đe dọa sẽ bịt mỏng tôi chúng tôi vô tội tất cả đều chỉ là theo dệt và những lời phỉ bán ghê tởm. Sorila đã bị bắt cóc khỏi đảo Thanet và Geran đã bị thương nặng khi bảo vệ cô bé. Ai cũng có thể làm chứng được chuyện này. Bất cứ pháp sư nào trên Thanet. Và quan nhiếp chính Redania, bá tước Sigimund Dixra. Dandelin dừng lại giữa chừng, nhớ rằng Dixra hoàn toàn không phù hợp để dùng làm nhân chứng bào chữa trong trường hợp này, và nhắc đến các pháp sư ở Thang để cải thiện tình hình hiện tại của họ cũng không phải là một ý hay ho cho lắm. Và cũng thật nhảm nhí, cậu tiếp tục nói lớn hơn và nhanh hơn khi buộc tội gơ rang bắt cóc Siri khỏi sinh ra. Anh ấy đã tìm thấy đứa trẻ sau trận thảm sát thành phố và giấu cô bé khỏi các đặc vụ ninh phát đang truy lùng. Chính tôi cũng đã từng bị những kẻ này bắt và tra tấn để moi thông tin về nơi ẩn giấu Siri. Tôi đã không nói một lời và những kẻ này đã chết. Chúng không biết mình đang đối phó với ai. Sự dũng cảm của ngài, vị bá tước nói, cũng không được ít gì. Em Hy cuối cùng đã có được Serila. Như tất cả mọi người đều biết, hắn định sẽ cưới con bé và biến nó thành nữ hoàng của Ninh Pháp. Trong thời gian hiện tại hắn đang rêu rao con bé là nữ hoàng của Sintra và những vùng lân cận, khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối. Em Hy, nhà thơ tuyên bố, có thể ngồi lên ngai vàng của Sintra bất cứ lúc nào hắn muốn. Siri, dù muốn hay không, cũng có quyền thừa kế cái ngai đó. Quyền. Whisker gầm lên, bắn hết nước bọt lên mặt cơ rang. Mẹ kiếp, con bé chẳng có cái quyền gì hết. Hãy cứ để em hy cưới nó nếu hắn muốn. Hãy cứ để nó cho hắn con cái và hắn có thể cho nó tước hiệu và phú quý, nếu hắn thích. Nữ hoàng của Sintra và quần đảo Skelai. Sao lại không? Công chúa xứ Beruk. Nữ bá tước của Soden. Cứ việc, chúng ta xin quỳ lạy. Và ta xin khiêm nhường đề nghị, sao không phải là nữ hoàng của mặt trời và mặt trăng luôn đi. Dòng máu ô uế và bị nguyền rủa của nó chẳng có quyền gì với ngai vàng hết. Nguyền rủa, tất cả đàn bà của cái gia tộc này đều bị nguyền rủa, những sinh vật bẩn thỉu, bắt đầu bằng nông. Bà cố của Siri, Adalia, chơi trò mèo vờn chuột với em họ trong khi mẹ bà ta, Murin, thì ngủ với tất cả mọi người từ cái dòng máu này chỉ có lũ điếm loạn luôn được sinh ra. Nói nhẹ nhàng thôi, nguyên soái. Dandelin cười khẩy. Trước cửa lều của ngài cắm một lá cờ sư tử vàng, và ngài đang sắp sửa buộc tội bà ngoại của Siri, Calanthe, sư tử cái của Sintra, người mà hầu hết lính của ngài đã đổ máu để phụng sự ở Manadan và Soden, là một ả điếm lăng loàn. Tôi sẽ không chắc về lòng trung thành của quân đội ngài sau câu nói đấy đâu. Visger rút ngắn khoảng cách giữa mình và Dandelion trong hai bước chân và túm lấy cổ áo của nhà thơ, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế. Gương mặt vừa mới điềm tĩnh phút trước của nguyên soái giờ đỏ rực. rang bắt đầu thấy lo ngại cho sức khỏe của bạn mình thì một người trợ lý xông vào, phấn khởi thông báo rằng có tin tức quan trọng và khẩn cấp được một nhóm tuần tra đem về. Visger bỏ Dandelion xuống, đá đổ cái ghế và rời đi. Úp, nhà thơ rên rỉ, lắc đầu và cổ suýt nữa thì, ông ta đã có thể bóp chết tôi, ngài có thể nới dây trói cho tôi không, bá tước? Không, ngài Dandelin. Ta không thể. Chẳng lẽ ngài tin vào ba cái mớ nhảm nhí đó sao? Rằng chúng tôi là gián điệp. Ta tin hay không chẳng quan trọng. Ngài sẽ bị trói. Thật đáng tiếc, Dandelin ho. Con quỷ nào đã ám ngài nguyên soái vậy nhỉ? Ông ta bỗng dưng xà vào tôi như diều hâu. Daniel Etchever nở một nụ cười. Khi nhắc đến lòng trung thành của quân đội, nhà thơ, ngài đã vô tình chạm phải một vấn đề nhạy cảm. Cái gì? Vấn đề nào? Những người lính đã khóc khi nghe tin tức về cái chết của Sorila. Và rồi lại xảy ra một câu chuyện khác. Hóa ra cháu gái của Calanthe vẫn còn sống. Rằng con bé đang ở Ninh Pháp và tận hưởng ân huệ của hoàng đế Em Hy. Một số lượng khổng lồ đã đào ngủ. Những con người này đã bỏ lại gia đình và quê nhà, đã chạy tới Berut và Soden, tới Temria, bởi vì họ muốn chiến đấu cho Sintra, cho dòng máu của Calanthe. Họ muốn chiến đấu vì sự tự do của đất nước, muốn đánh đuổi những kẻ xâm lược khỏi Sintra, muốn đảm bảo rằng hậu duệ của Calanthe sẽ giành lại ngôi báu. Và rồi chuyện gì xảy ra? Dòng máu của Calanthe đã quay trở lại Sintra trong danh dự và vinh quang. Như là một con rối trong bàn tay em Hy, Em hy muốn cưới con bé. Hắn muốn con bé ngồi cạnh hắn trên ngai vàng của đế chế, để chứng thực tước hiệu và lòng trung thành. Đây có phải cách mà một con rối hành xử không? Sorilla đã được trông thấy ở triều đình hoàng gia bởi các sứ giả của cô Vi. Họ nói rằng con bé không bị bắt cóc. Sorilla, người thừa kế duy nhất ngai vàng của Sintra, đã tự nguyện đến Ninh Pháp như một đồng minh. Tin tức như vậy lan ra trong quân đội liên tục được truyền đi bởi các gián điệp ninh phát ta biết vị bá tước gật đầu nhưng những người lính thì không một khi đã đào ngũ thì sẽ bị treo cổ nhưng ta hiểu họ muốn chiến đấu cho vương quốc của mình cho quê hương của mình cho bản thân họ chứ không phải temria dưới lá cờ của chính họ nhưng ở trại này họ có thể thấy sư tử vàng quy phục trước bông huệ trắng Fisker đã có 8.000 quân bao gồm 5.000 người sinh ra gốc, số còn lại là các đơn vị của Temria và các hiệp sĩ tình nguyện từ Brook và Soden. Vào thời điểm này quân đội còn 6.000 người. Những kẻ đào ngũ hoàn toàn là người sinh ra. Quân đội của Visger tan tành mà chưa đánh trận nào. Ngài có hiểu điều đó có ý nghĩa như nào với ông ta không? Ông ta đánh mất uy tín và địa vị. Đương nhiên. Chỉ cần thêm vài trăm người nữa bỏ đi thôi là vua Fontes sẽ lấy mất cây ba tân của ông ta. Bây giờ đã khó để gọi quân đội này là của ra rồi. Fisker tức điên lên, muốn ngăn chặn việc đào ngũ, nên đã phát tán một lời đồn về lai lịch không rõ ràng của công chúa Serilla và tổ tiên. Vậy còn ngài, bá tước? Gerang không thể không hỏi. Ngài nghe có vẻ Phật ý. Ngài đã nhận ra sao? Daniel Echever mỉm cười nhẹ nhàng. Visger biết về lai lịch của ta, nói ngắn gọn thì ta có họ hàng với Siri. Murin, nữ bá tước của Garamon, còn gọi là mỹ nhân, là bà cố ngoại của Sorila và cũng là bà cố ngoại của ta. Trong những cuộc tranh cãi gia đình, rất nhiều truyền thuyết về những cuộc tình hoang dại của bà được lôi ra, nhưng khi một kẻ mới nổi nào đó nói rằng tổ tiên ta là một con điếm, nó vẫn khiến ta thấy khó chịu. Nhưng ta không phản ứng lại. Bởi vì ta là một người lính các ngài hiểu chứ? Có. rang nói. Không. Dandelion nói. Visger là chỉ huy của đơn vị này, mà là một nhánh trực thuộc quân đội Temria. Và sorila ở trong tay Emhi là một mối đe dọa đối với đơn vị và quân đội, và với vua và vương quốc của ta. Ta không có ý định phủ nhận những lời đồn của Visger và làm ông ấy bẻ mặt. Ta sẽ ủng hộ ông ấy trong việc chứng minh Sorilla là một đứa con hoang và không có quyền thừa kế ngai vàng. Ta sẽ không chống lại ngài nguyên soái hay quyết định và mệnh lệnh của ông ấy. Trái lại, ta sẽ hỗ trợ ông ấy. Quyết chơ vặn vẹo môi thành một nụ cười. Cậu thấy chưa, Dandelion? Ngài bá tước không hề nghĩ trong một giây rằng chúng ta là gián điệp, nếu không chúng ta đã chẳng được nghe một lời giải thích tận tâm đến vậy. Ngài bá tước biết chúng ta vô tội nhưng sẽ không nhúc nhích một ngón tay nào khi Visger tuyên án chúng ta. Điều này nghĩa là Vị bá tước quay mặt đi. Visger, ông ta nói khẽ, rất tức giận. Các ngài không may mắn khi rơi vào tay ông ấy rồi. Đặc biệt là ngài, Witcher. Tôi sẽ cố thử, ngài Dandelion Ông bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Visger, vẫn đỏ ao và điên tiết như một con bò tót. Ngài Nguyên soái lại gần chiếc bàn, đập cây ba tân lên và vạch ra một tấm bản đồ, rồi quay sang cơ rang và khoan thủng anh bằng mắt. Quyết chơ không hạ ánh nhìn. Một tên ninh phát bị thương bị tóm bởi toán tuần tra của ta, viết dài giọng, hắn đã xoay sở gỡ được băng gạt ra và chảy hết máu trên đường về đây thay vì đóng góp vào thất bại của quân mình. Chúng ta đã muốn dùng hắn, nhưng hắn đã thoát được và không để lại cho chúng ta gì hết ngoại trừ máu. Một bài học tốt thật đáng tiếc là Uyết Chơ lại không dạy cho những đứa con vua mà mình đang giáo dục điều đó. Cơ rang im lặng, nhưng cúi đầu. Cái gì, hả đồ dị hợm? Lũ quái thai. Sinh vật của địa ngục. Ngươi đã dạy cái gì cho La? Ngươi đã giáo dục con bé cái gì? Giờ thì ai cũng thấy. Đứa con hoang đó vẫn sống, và đang dựa vào ngai vàng của Ninh Phát như không có chuyện gì. Và khi em Hy mang nó lên giường, Chắc nó cũng sẽ nằm yên thôi, con đĩ." Bực tức như vậy, Dandelion nói, không ra dáng một hiệp sĩ đâu. "Ngài nguyên soái, ngài đang đổ tội cho một đứa trẻ bị em hi ép buộc bằng vũ lực hay sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng biết kháng cự. Các hiệp sĩ có cách riêng, kể cả vua chúa. Nếu thực sự là máu mủ hoàng gia, con bé đã khắc tìm được cách. Một cái kéo, một mảnh kính vỡ, thậm chí một cái trâm cài tóc con điếm đó có thể tự dùng răng mà rạch cổ tay. Tự treo cổ bằng ga giường. Tôi sẽ không nghe thêm nữa, viết Gơ rang nói khẽ. Tôi sẽ không nghe thêm nữa. Nguyên soái nghiến răng trèo trẹo và cúi xuống. Ngươi sẽ không nghe thêm nữa. Giọng ông ta run rẩy vì phẫn nộ. Cũng tốt thôi vì ta cũng chẳng còn gì để nói thêm. Chỉ một điều duy nhất thôi. Hồi đó ở Sintra, 15 năm về trước, ngươi đã nói rất nhiều về định mệnh. Lúc đấy ta tưởng tất cả chỉ là nhảm nhí. Nhưng nó đúng là định mệnh của ngươi, quyết chơ. Kể từ đêm đó, số phận của ngươi đã an bài, được khắc ghi trên những vì sao. Siri, con gái của Pavetta, là định mệnh của ngươi. Và cái chết của ngươi. Vì Siri, con gái của Pavetta, ngươi sẽ bị treo cổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.